Quý vị, tạp chí Quốc hội đặc biệt Cuba và Việt Nam, biểu tượng của tình anh em vừa được ra mắt tại nhà Quốc hội Cuba, Capitolio ở thủ đô La Habana, Cuba. Từng trang của ấn phẩm đã điểm lại những cột mốc trong mối quan hệ mẫu mực giữa Việt Nam và Cuba, kết tinh trong câu nói bất hủ của Tổng Tư lệnh Fidel Castro: "Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình." Phát biểu tại buổi ra mắt ấn phẩm, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez khẳng định ấn phẩm đặc biệt này là kho báu ký ức lịch sử của Việt Nam và Cuba và là biểu tượng của tình anh em bất diệt truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác giữa nhân dân hai nước. Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, việc tạp chí ra mắt đúng vào ngày báo chí Cuba, ngày 14 tháng 3, và trùng với dịp kỷ niệm 132 năm ngày anh hùng dân tộc José Martí thành lập tờ báo Patria, Tổ quốc, càng tô đậm giá trị biểu tượng của ấn phẩm ca ngợi tình đoàn kết mẫu mực đã trở thành biểu tượng của thời đại này. Là một trong những người sáng lập Ủy ban Cuba đoàn kết với miền Nam Việt Nam, Chủ tịch Hội hữu nghị Cuba-Việt Nam, bà Yolanda Ferre Gomez đã chia sẻ tại buổi lễ những giai thoại đẹp về tình hữu nghị thủy chung son sắt giữa hai nước. Xúc động trước những tình cảm của nhân dân Cuba anh em, ông Nguyễn Ngọc Hùng, bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba, bày tỏ tin tưởng những tình cảm nồng thắm, sự tôn trọng và lòng ngưỡng mộ mà nhân dân hai nước dành cho nhau sẽ tiếp tục được gìn giữ và duy trì, trao quyền cho các thế hệ hôm nay và mai sau.